Xin chào các bạn, tôi là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến corashop24h.com. Với nhiều năm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc tới tay người tiêu dùng, chúng tôi luôn chọn ra những sản phẩm tốt nhất để đem tới cho quý khách. Và hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm thuốc chống say xe dành cho trẻ em. Vâng, đây chính là dòng sản phẩm thuốc chống say xe dành cho trẻ em ạ. Khi các em bé bị say xe thì các chuyến vui chơi của bố mẹ hay khi chúng ta đưa con về thăm ông bà nội hay ông bà ngoại cảm thấy rất là mệt mỏi vì các em bé luôn quấy khóc, đòi bế rồi nôn chớ. Điều đấy gây rất mệt mỏi cho các em bé cũng như bố mẹ. Vậy thì giải pháp của chúng tôi đấy là đem tới cho các bạn sản phẩm thuốc chống say xe dành cho trẻ em. Thuốc chống say xe dành cho trẻ em này có thể sử dụng cho trẻ em từ 3 đến trên 15 tuổi ạ. Và nó có tác dụng không chỉ chống say xe ô tô mà còn có thể chống say máy bay, tàu thủy, tàu cao tốc, tàu hỏa, tức là tất cả những cái gì thuộc vào say xe. Vâng, có thể nói là như vậy ạ. Và khi mà sử dụng thuốc chống say xe này thì nó sẽ làm cho trẻ em cảm thấy không còn buồn nôn, không còn cảm giác mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu của việc say xe nữa. Và khi sử dụng thuốc này thì chúng ta có thể hoàn toàn vui chơi một cách thoải mái mà không phải lo lắng và nhìn thấy cảnh con mình bị nôn chớ mệt mỏi trong suốt quá trình đi nữa. Và sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thuốc chống say xe dành cho trẻ em. Vâng, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng thuốc chống say xe Hàn Quốc dành cho trẻ em. Đây là hộp thuốc chống say xe của chúng ta. Ở đây là nó gồm có 2 gói. Các bạn hãy bóc cái đầu của nó ra nhé. Đây, nó có các cái đường viền này, các bạn có thể bóc ra. Bên trong sẽ như nào? Đây. Bên trong nó sẽ gồm 2 gói như thế này ạ. Đây, mỗi gói là có dung tích là 6ml. Hướng dẫn sử dụng thì chúng ta sẽ cắt cái đầu này ra và chúng ta cho con mình uống theo liều lượng. Ở đây nó có sẵn liều lượng dành cho các em bé đấy ạ. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây có liều lượng ạ. Trẻ em từ 3 đến 7 tuổi là uống 4ml ạ. Từ 7 đến 11 tuổi là uống 6ml. Từ 11 đến 15 tuổi là uống 10ml. Và trên 15 tuổi thì uống 15ml. Chúng ta phải bảo quản thuốc ở nơi khô mát các bạn nhé. Nếu như đối với những em bé mà uống cái sản phẩm này 6ml đấy ạ, từ 3 đến 7 tuổi thì uống 4ml thì chúng ta uống không hết, thì các bạn nhớ gập nó vào như thế này. Thì xong các bạn kẹp vào để lần sau cho con mình uống tiếp nha các bạn nhé. Và khi các bạn xoay sang đằng này thì các bạn có thể nhìn thấy mã vạch của sản phẩm. Các bạn có thể check cái mã code này để biết rằng đây có là sản phẩm ở Hàn Quốc không ạ? Vâng, vậy là chúng tôi đã giới thiệu xong với các bạn về công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng thuốc chống say xe dành cho trẻ em của Hàn Quốc. Với uy tín của mình trên thị trường Việt Nam thì chúng tôi cam kết sẽ đem đến cho các bạn những sản phẩm chất lượng nhất và có nguồn gốc xuất xứ tại Hàn Quốc. Để mua hàng hay là cần để tư vấn thêm về sản phẩm thuốc chống say xe trẻ em hay bất cứ mua sản phẩm nào của Hàn Quốc thì các bạn có thể vào phần chat online trong trang siêu thị trực tuyến corashop24h.com hoặc là nhấn ngay vào nút mua hàng ạ. Hoặc các bạn có thể gọi điện ngay cho chúng tôi theo số hotline 0904886428 để được tư vấn và mua hàng ngay. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.